Chào mừng các chị các bạn đã khóa học English Idioms and Use ở trình độ trung nâng cao. Thì các bạn chúng ta học bài số 7 Idioms from other varieties of English các bạn. Of English các bạn thành ngữ từ các loại tiếng Anh khác nhau ha. Trong cuốn sách này, trong bài này chúng tôi tập trung chủ yếu vào các thành ngữ được hiểu rộng rãi trên toàn thế giới nói tiếng Anh ha. Tuy nhiên có nhiều thành ngữ khác là điển hình của quốc gia nói tiếng Anh cụ thể, chẳng hạn như là ở Mỹ, Scotland, Úc và Nam Phi nè. Trong không gian cuốn sách này thì để bao gồm các thành ngữ từ tất cả các quốc gia khác nhau, nhưng một vài thành ngữ từ Hoa Kỳ được đưa vào đây để chúng ta học thành ngữ từ Hoa Kỳ nè. Chúng ta phải chú ý đây, mình coi là nó sẽ sử dụng ở Hoa Kỳ thôi, ở Mỹ thôi ha. Nhiều thành ngữ Hoa Kỳ ở Mỹ có nguồn gốc từ bóng chày các bạn, ví dụ nếu bạn làm điều gì đó right off the bat là trong chớp mắt các bạn. Đây, right off the bat là nghe lập tức, không chậm trễ các bạn ha, trong chớp mắt các bạn ha, là thành ngữ right off the bat, thành ngữ luôn của Mỹ là chị Hà. Không chậm trễ tức là bạn làm điều gì đó ngay lập tức các bạn ha, nghĩa là gì đó rất là hay. Nói chung là cảm ơn các bạn mà đã hỗ trợ tôi dịch cái bài này để cho tôi có thể trình bày cho mọi người. Thế là chúng ta có từ gì đây, nếu bạn threw someone a curveball, các bạn ném cho ai đó một cái bóng qua bóng cong cong, tức là ném lên đường cong cong các bạn ha, thì nó có thể có thành ngữ này không thì tôi thấy không có rồi, nhưng mà mình dịch cái nó là có nghĩa là các bạn sẽ thấy nó là gì rồi. Bạn làm họ ngạc nhiên với những gì, một cái gì đó khó khăn hoặc khó chịu để đối phó các bạn à. Đó, throw someone a curveball nè. Và nếu ai đó là batting 1000, đánh bài 1000 lần, tức là họ đang làm gì đó thì cực kỳ có tốt các bạn ha, cực kỳ tốt, tốt hơn họ gì họ hy vọng các bạn chị ha. Đó, các bạn thấy từ batting 1000, it means to do something perfectly ha, là có nghĩa là làm gì đó thật là hoàn hảo ha. Đó, họ đang làm gì đó cực kỳ tốt, tốt hơn hy vọng các bạn ha. Nếu ai đó là drops the ball là làm rơi quả bóng các bạn ha, điều đó là họ đang làm cái điều gì đó thật là ngu ngốc các bạn ha. Mình học luôn đi, họ đang làm điều gì đó thật là ngu ngốc và bất cẩn, drops the ball nè. Bên cạnh đó các ví dụ khác về thành ngữ Hoa Kỳ chúng ta học như sau, chúng ta sẽ thấy ở dưới một số thành ngữ khác, ví dụ như he's trying to catch some zzz là đang ngủ ha các bạn, đang cố gắng ngủ ha. The store is fresh out of tomatoes. He just finished on son all its supply. It's fresh out of tomatoes. Đọc là tomatoes các bạn ha. Thì thành ngữ nghĩa là vừa mới bán tất cả những cái gì mà họ cung cấp, tức là cái hàng bán sạch hết trơn ha. His advice isn't worth a dime. He just has little or no value, không có ý nghĩa, không có giá trị ha. His advice isn't worth a dime các bạn ha. Tiệm dịch là gì ha? Anh ấy không đáng giá một xu nào, có ít hoặc là không có giá trị ha. Cửa hàng tươi ra khỏi cà chua, tức là hoàn thành bắt tất cả các nguồn cấp của nó. Đó, rất là hay. Đôi khi có những dạng thành ngữ hơi khác nhau trong tiếng Anh, Mỹ và Anh dưới đây thì chúng ta sẽ Anh với Anh Mỹ là the icing on the cake, là tương đương của nó là the frosting on the cake, nghĩa là một cái gì đó là làm cho một điều tốt, thậm chí còn tốt hơn các bạn. The icing on the cake, mình tra thử cái nó không có nghĩa không nha, tôi thử các bạn, các anh chị các bạn tra nó có không, thì đa số là từ điển nó sẽ không có ha. Như đây thành ngữ Mỹ có không, the frosting on the cake thì mình học ở đây luôn nha. Đó, như nhiều nữa, fight like cat and dog, là tranh luận dữ dội luôn ha, này thành ngữ này có nè. Two people who fight or argue like cat and dog frequently have violent arguments even though they are fond of each other, mặc dù là cho họ là có yêu nhau đi nữa ha, nhưng họ vẫn cãi nhau như chó với mèo vậy ha. Fight like cat and dog, they fight like cat and dog but they are still together after 30 years. Nhưng mà họ vẫn còn ở với nhau tới 30 năm luôn. Donkey work mình dịch là gì các bạn? Công việc rất là vất vả, nhàm chán ha. Phần việc nặng nhọc nè. Phần việc nặng nhọc các bạn nó hiện lên luôn không? Grunt work các bạn ha. Cái này nó cũng từng tiếng ở Mỹ thì người ta nói là grunt work ha, chào tiếng này. Tiếng kêu ổn mình là grunt, tiếng kêu ổn mình cào nhào, tiếng cằn nhằn, đọc là grunt,
run 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 à các bạn, à, từ càng nhanh, Grunt. grunt 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 các bạn ha, grunt work take the biscuits take the key, được sử dụng trong một cách thông thức để mô tả một gì đó mà người nói thấy rất là khó chịu ha, take the biscuits các bạn. Thì các bạn thấy cái từ này nó có nghĩa không? Thì đa số từ điển là take the biscuits là có nè. The expression refers to something very irritating and annoying, tức là rất là tức giận ha, rất là phiền toái rất tức giận các bạn ha. After waiting for an hour, we were told that there were no seats left. That really took the biscuits. Thật là thức giận ha, really took the biscuits, tức là chán nản thức giận ha. Mô tả một cái gì đó thấy là rất khó chịu ha. Whip buckets, whip buckets là gì đây? Cry buckets, creep bucket các bạn ha. Đây là từ điển nó không có thì chúng ta coi định nghĩa là gì đây? Khóc rất là nhiều các bạn, cry bucket, bucket nè. Thì các bạn có thể không tra được này là có luôn nè, cry buckets là Grandma is crying buckets over the loss of our cat. To shed an excessive amount of tears. Khóc thật nhiều ha. Vậy ta khóc thật nhiều, rất là nhiều. Hakash hoặc là Kokash, hai cái nghĩa Anh và Anh Mỹ ha. Tiền dưới mặt, tiền dưới dạng tiền mặt hoặc là giấy, không phải xét hoặc tín dụng. Kokash là dịch là tiền mặt các bạn ha. Tiền mặt. Money that is bad at the time of purchase, real money, silver and bills, tiền và bill ha, thì trả tiền mặt các bạn ha, nghĩa là tiền mặt, tiền lạnh, tiền mặt ha các bạn. Money that is bad at the time of purchase, real money ha. Rồi, like the cat that got the cream, like the cat that ate the canary. Thì mình tra cái từ điển này là nó có ra không, không biết thì nó không ra ha. Mình nó tương đương like the cat that got the cream, rất hài lòng với bản thân ha. Các bạn có thể sử dụng cái tươi tê tét bằng nụ cười, like the cat that ate the canary. Canary là bạn, canary là ate the canary là gì, chim hoàng yến, giống như mèo mà ăn con chim á. Dịch là gì, look like the cat that ate the canary nè, là look like the cat that ate the canary. This seems very self-satisfied. Look as if you had just had a great success. Success là như bạn vừa có một cái cuộc thành công to lớn các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta học xong rồi các chị các bạn ha, bài này cũng ngắn rồi. Cảm ơn chị các bạn theo dõi.